Chào các bạn. Giờ của Hot Girl Giang là vui nè. Hiện tại thì Kim Quốc Tiến đang có mặt tại khu du lịch Giang Điền. Và bây giờ thì tụi mình sẽ đi ăn sáng. Thấy mừng hả? Thấy mận à, sau đó thì tụi mình sẽ đi không. Hái mận không, hôm nay mình đi hai hai có một viên mận mà gì đó bánh bao chứ. Vâng, tí nữa chỉ các bạn là coi bánh bao là thiếu bánh bao rồi. Ừ, mỗi người hai cái thôi, mỗi người một cái rưỡi. Ở đây nếu mà các bạn ở nhà sàn thì được ăn hai cái bánh bao, mà còn ở nhà Măng Lăng thì không được cái này. Giống cái này nè của Văn thì ở với Văn thì ăn được chứ không được. Ai chọn bạn à, đồ không cho họ ghét chá. Văn đâu có bánh bao đúng không? Đúng, có bưởi thôi. Bưởi nó sầu riêng thôi. Sầu riêng là gai, ăn là gai không hết. Anh Quốc gọi đưa đi sầu riêng đấy. Chà dốc chết luôn. Ủa mi đâu mi cứ nghĩ toàn cái ti không Văn. Tao hiểu luôn, nghĩ ti luôn á. Anh ăn mận riêng với cái mận này nè, xong người ta cắt đôi ra cha. Đúng rồi, mình đi kiếm đi. Kiếm cái cây nào mà nó sáng láng một xíu cơ. Quay qua đây, thấy một vườn mận. Đây, một vườn mận. Nếu như các bạn không thấy một vườn mận, sẽ thấy một vườn trái cây. À, vườn trái cây của bạn. Đâu, trái cây đâu, trái cây đâu. Đâu. Đây, thôi chị ơi. Cái bưởi không? Bưởi không hả? Lấy cho tôi hai trái bưởi đi. Cho tôi hai trái sầu riêng đi. Ai đây, để em đun cây. Cây này chua lắm nè, anh bích bên kia rồi. Vậy mình đi tiếp đi. Ở ngoài trên kia có cây đại đỏ không? Cái cây này chát cũng chết luôn. Chát lắm. Cây hôm nay anh bích á. Cái cây hồi nào hồi chiều á anh đỏ. Ở bên này nè. Không hết. Ăn thì không ăn. Lấy thì quăng rồi cái kiểu. Anh Quốc nhà hàng ở đâu vậy? Nhà hàng địa chỉ. Địa chỉ trong khu du lịch Giang Điền thôi. À cái bên kia có cái cá massage. Mình được cá massage chứ bộ. Không biết rồi, coi nào. Mà cái đó chát lắm á. Chỗ của em đang bích á. Thấy chưa thấy ham ăn nhìn hết ghê. Thì chúng tôi ham ăn nè mấy bạn. Trời ơi. Ai cũng ăn một cái đường ái của bạn trai à. Này mọi người nói mình ham ăn kỳ ghê đó. Biết sao á. Mất ra ai nè. Không là anh không lại nói là cắt đồ mất cái túi. Hot girl tham ăn dữ trời á. Quay quá. Mọi người ơi, mình chỉ hái cái một quả thôi, chỉ có một quả mận thôi. Mà mọi người nếu mình ham ăn, mọi người thấy nó đúng không? Không đúng rồi, một quả. Quá vô tưới mình quá. À, đi. Không biết chỗ nào đâu. Cái chỗ nào để đi luôn á. Vậy ra hỏi một vị thôi chứ biết rồi. Đây là có đồ để ăn chắc. Có anh, thì sáng cái chơi đó chắc sẽ có. Cái gì ớn hả? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thành công rồi.